Ba hả? Bây giờ cô phải nói cô hát tặng cho anh Phương và bạn. Dạ. Tuyên bố lý do là ngoài. Tuyên bố lý do là ngoài. Thứ nhất là tôi được tặng đền đáp lại cái bài mà Tom Bodanese vừa mới hát tặng tôi. Bây giờ tôi hát tặng lại, đáp lại là bài Mùa Thu Chết và tặng cho Phương và tất cả mọi người các bạn ở đây. Rồi, vỗ tay. Đi phố quá. Ngắt đi một cụ hoa thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Mùa thu đã chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết. Đã chết rồi. Em nhớ cho, em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau. Từ nay mãi mãi không thấy nhau. Từ nay mãi mãi tại sao? Một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo. Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ đợi em. Wow. Không tiền đi chứ còn nãy đi. Không ngờ cô ca hay vậy đó.